Walker? Chris? It's good to see you. Chris? Mom. Long time to see. I was beginning to think you weren't coming. No more freebies, Red. You want the supplies? You need to put aside your difference with Phillips. Yeah, I'm done playing soldiers for him. You should be too. Come on, Chris. Well, don't tell me you're still falling for his BS. Especially after what happened to Jason. Don't bring my son into this. Look, you know how I feel about Phillips, but he's right about one thing. This is a war. The general's just clinging to the glory days. There's no chief left to hail to. Not that I'd want to. Look, I get it. No, you don't. Okay, we're surviving here. Rebuilding. Surviving's not enough. We've got to fight. Now, we don't need to do anything. All right, when was the last time you saw written in any numbers? Ác quỷ tái xuất chương 11. Ok, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình sẽ quay lại con game Back 4 Blood. Đã có việc khóa xịn sò đây nè mà trời, mình hóng mãi. Đây, mình sẽ chọn nhân vật Jim. Ôi trời ơi, ngầu, ngầu như cái bồn cầu luôn. Đây rồi. Bây giờ lựa súng xong rồi đi nè em ạ. Put our foot right in it this time. Phillips is gonna lay an egg when he finds out where we are. Over two. This is Hope One. Do you copy? Up to our necks in it, but still kicking. Over. Need all cleaners back at the Ville. Pronto. Hard copy? Hope One out. Well, âm thanh to quá, mình phải chỉnh lại. Ở đây sao không cho mình cây súng... súng máy ta? Mình để da đây mà, mua hết. Ok, vô. Súng máy đâu? Ở đây không có cho súng máy vậy. Đi anh em ơi.
Cái con game này mình giống như là mình có cảm giác như nó giống như là cái con Left 4 Dead anh em ạ. Cái súng M4 này của mình nó nhiều đạn thiệt, nhưng mà băng đạn của nó thì là hết có 30 viên thôi. Cover đi mấy anh ơi. Đây rồi, súng máy đây rồi. Xịn sò con bò luôn. Con game này anh em có thể chơi một mình cũng được, hoặc là chơi với team cũng được. Hiện tại thì mình chơi một mình đó, tại vì mình không có team. Thật ra mình đang đi với lại ba con boss anh em ạ. Bồ mình là boss. Rồi, y như con Left 4 Dead đó nhờ, Left 4 Dead 2 đồ á. Ôi chết, cái này bắn bồ không được anh em ạ. Bắn bồ là nó sẽ nói nha. Nó bảo là đừng có bắn đồng đội. Lấy tiền để mình mua đồ. Cái con này hồi ra nó mới ra mắt các mình có chơi thử với là hai anh em mình, cho nên mình cũng mở được một kha khá đồ. Không phê đâu. Đây súng trường đây. Kiểm gai nè. Ủa gì vậy? Thời chơi cái con này cảm giác bắn nó đã tay lắm anh em ạ. Cực luôn. Hứa luôn. Á đồng đội đừng có đút đầu vô trời. Ê né đi trời ơi. Thời có nhiều con gái, có nhiều con quái nó dị vãi chưởng đó luôn. Năng lượng này. Giả mù sa mưa ha mà. Giả mù sa mưa. Gì nữa đây? Cục thép gì đó. Đi đường nào nữa ta? Đây hả? Hướng mũi tên nè. Dưới đây, ấy. Ôi đông quá. Ui đông. Đồng đội toàn là đứng ngay cái họng súng của mình không à, bó tay thật. Vì sao mình bắn? Ủa? Mình nhớ lúc trước nó nhiều quái lắm mà ta sao bây giờ ít chi vậy? Nữa, đồng đội ơi. Đạn shotgun. Đạn súng ngắm. Hình như trong cái con game này là khẩu này là mạnh nhất rồi hay sao đó. Nếu mình nhớ không lầm là khẩu M249 này là súng VIP rồi đó. Cái con nó nhìn nó buồn cười nhờ. Đồng đội mình di chuyển dở quá ta. Trong này hay có đồ lắm nè.
Khò khẹt khẹt trong đây quá trời luôn. Rồi nó vô đây nó làm cái gì mà đông thế? Lựu đạn nè, bộ dụng cụ. Đại súng trường. Nói chung là mấy màn đầu thì nó cũng hơi dễ thôi nên mà cũng không có gì gọi là khó khăn hết. Vô đi mấy cha ơi. Yeah. Con này nó mới ghê nè. Con này nó mới trâu nè. Cái chương 1 cũng mình thấy nó cũng đơn giản thôi à. Trời ơi, giết được có 84 kill vậy. Bây giờ mình sẽ qua chương 2 luôn nha. Chương 1-2, đường hầm máu. Súng gì đây? Súng máy nè. Súng máy nè. Kiểu như mình chỉ thích cái lựu đạn thôi nha. Lại đừng bắn đồng đội á. Đồng đội toàn là đúc đầu vô cái họng súng của mình không mà kêu mình đừng bắn. Bắt đầu đông rồi đó, bắt đầu đông rồi đó. Ý. Ủa? Trời ơi, mình ném trái bom cái nó văng ra bên kia luôn. Ôi đẹp. Giờ mình phải bắn vô mấy cái cục này xem nó bể nè anh em ạ. Ôi chết mẹ, bị kẹt rồi. Khó chịu thế nhờ. Mày nó ném cái gì ta? Ném cái cục gì, cục thịt á. Trời ơi, nó quýnh mình kìa. Ôi địch, sao nó dí mình không vậy trời. Mệt quá. Ê, cứu bồ, cứu bồ, cứu bồ. Cái máy mà phải bắn dở gì trời. Quá chỗ này nó đông mà sao nó hiền với ta? Sao nó không dí mình nhờ? Mình đang chơi chế độ thường thôi anh em ạ. Dơm có vẻ hơi hiền nhờ. Ôi ai chơi lửa vậy? Tiền. Đấy, ai quy vô cực luôn. Đó là thêm bà nội đi nữa. Ô sao nhiều vậy? Thời để hiểu sao là một tên cái một bên tay thì to chà bá luôn, tay kia thì chút ép á. Ngõ cục quá. Cắt đây. Trời ơi, dâm non là không tính tiền luôn. Kiểm gai nè. Ai bị thương vậy?
Ôi trời, đâu vậy? Sao không cover? Đừng bắn đồng đội ơi, đừng có nhảy lên cái họng súng của tôi nữa. Thầy, cái con này nó quăng cái gì ra đó nhờ? Lại cái con này. Súng ngắm. Chết rồi, mình chui vô đây là mình dở rồi. Đông quá. Ôi tính ra đồng đội mình nó bắn cũng được chứ, mà mỗi tội nó hay đi chạy theo mình á, nên nhiều khi mình cảm giác bị dướng anh em ạ. Trời ơi, nổ gần quá, không dính được mấy con này. Nữa lại con này nữa. Không có cơ hội phun luôn. Súng tiêu liên. Mình bị mấy thằng bồ bắn thì không sao, nhưng mình bắn nó thì cứ hiện lên cái cái dòng chữ là đừng bắn đồng đội anh em. Mà nó hiểu kiểu gì. Đấy, bắt đầu mình thấy cái đoạn đường nó dài hơn rồi đó. Đây là bà nội này. Đây rồi. Chùm đây rồi. Đây 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 đây, ra đây, ra đây. Ê, nó ném gì vậy? Mỏ lực team mình to lắm. Má nó lại dí mình nữa rồi đó. Đấy, lại to là me mình á. Chưa bắt dí luôn. Trời ơi, má bồ bắn dữ hả? À, như một cái đống bài hày á. À, thanh niên này tội vãi. Làm gì có cơ hội. Mà để biết cái chiêu để làm gì luôn á. Có đạn, có đạn, có đạn. Ủa? Cái mấy nhà này lớn được hả? Rồi mình tới cái căn phòng rồi. Trời ơi, tôi cầm cái súng máy mà tôi nhảy như đúng rồi á. Đi. Ôi hết đạn. Ha, có máy trợ tim nó mới ghê chứ. Ôi, trời. Ây da. Đóng cửa vô, vô, lẹ. Trời ơi, thanh niên kia.
bao nhiêu kill rồi? Ôi, 111 kill. Chương 1 này có vẻ dài nhỉ. Chương 1-1, chương 1-2, chứ bây giờ chương 1-3 này các bạn. Chiến tàu thống khổ. Chương 1 nó tới quá trời luôn rồi. Mà không biết bao nhiêu chương nữa nhỉ. Đây, đi lấy đồ đi, đi tiếp nè bà con. Shelter at Fort Hope, but you need to hurry. We need to stop written access across the Kanoa River ASAP. That means taking out George Washington Bridge. We cannot wait for those caught on the other side. Hope one out. Rồi, cái M249 của mình có khớp rồi. Ờ, quên, có súng lục nữa chứ nhờ. Mình có súng lục có gì không? Hai súng lục mình cũng có cớp luôn mới ghê chứ. Quay cái súng lục mình to nhờ. Đam to đấy. Kinh chưa? Mó tội là hết đạn thôi. Trời gì tôi bắn hụt vậy trời. Vết to hút cốp này là cốp 6 luôn hay gì á, cốp 8 luôn hay sao ấy, ảo trời ơi, súng lục vừa gắn cốp 8 vô luôn kìa. Trời. Trời ơi, nó rớt cái bộ đồ lòng qua luôn kìa. Cớp 8 à. Cứ một viên là một em. Hơi ít đạn. Có 8 viên rồi em ạ. Ê. Ai vậy? Chơi mình chơi lửa. Cái gì đây ta? Thẻ cơ bản, lụm luôn. Trời, đấm bom xi nhê gì kìa. Là cái con đó khi nó nổ nó sẽ phát ra lửa. Ghê thật, bồ mình bắn cũng khét đấy chứ bộ. Không có nổi đù đâu anh em. Đừng có leo lên đây trời ơi. Súng gì đây? Súng trường. Không có súng lục hả ta? Ồ súng lục mình nhiều cực luôn kìa. Trời ạ. Một băng có 8 viên à mà đạn dự trữ tới 600 viên. Bắn bao giờ mới hết. Cứ trúng là một viên là một con ấy. Đừng có đi theo, trời ơi. Tách ra đi. Lại được lên đạn nữa kìa. Khiếp thật. 8 viên trên 616 viên ạ. À. Mày bắn bao giờ mới hết anh em. Hộp là con gì trời? Ừ.
À hộp là con này nè. Mẹ cái cây này nó đấm khác gì shotgun đâu trời. Khiếp vãi. Đạn súng trường, đạn súng xăng, đạn tiêu liên, đạn súng ngắn, súng ngắm. Ủa đạn tôi đâu? Đạn súng lục nè. Mà như mình full rồi sao ấy, cần gì phải lụm nữa. Hơi tham anh em ạ. Trời ơi, cái con ở xa bắn không xi nhê gì kìa. Trời, bắn hụt không vậy? Lại hộp nữa, hộp chuẩn bị đến. Hộp là con quái nào nhờ? Thằng mập mập chắc. Mình sẽ lên đây mình kê. Hộp nè. Trời ơi, đồng đội ơi. Mấy con này là mình chấp luôn. Bà mẹ nó sao nhí mình không vậy? Không được, đông quá này mà. Ê, rớt rồi. Ê, sao leo lên? Chết tôi rồi. Ý y quá. Lên đi bà nội. Má nó đông thật sự. Ủa rồi, có một thanh niên nào chết ngắt rồi. Sao hồi sinh ta? Chết hai rồi. Vãi liều á. Thì sao cứu? Mình nhớ hình như có cứu được ấy. Hồi sinh đâu? Đây hồi sinh đây. À thì ra là bị bắt thôi à. Chứ chưa chết à, mừng đấy. Bắt đầu đông rồi, di chuyển. Chạy đi. Ma nó đông kìa. Chiếc 500 mạng bằng súng máy. Ghê. Má đông giả mang à. Ê, bộ mình bị đập kìa. Cái con cờ hó này. Hoài quá. Không ra được ta. Ở ngoài này mình thấy có cái gì nè.
thanh năng lượng. Dễ mang, dạ mang thật. Mình có cái lựu đạn C4 mà mình quên mất luôn em ạ. Cuốn quá. Xuống hang này là xuống hang gì vậy? Ê, mình đang xuống cái hang gì nè?